Yo yo, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người biết cách mà mình tự luyện speaking và đã đạt được 8.0 trong vỏn vẹn chỉ có 1 tháng thôi. Nghe thì khá là ảo ma Canada Tây Ban Nha, nhưng mà tất cả là nhờ bộ truyện này. Nó có tên là Diary of a Wimpy Kid. Thì câu chuyện nói về một cậu bé và các tình huống vui nhộn diễn ra trong cuộc sống của cậu ấy. Và cái quyển sách này viết với văn phong rất là dễ hiểu, với những cụm từ này, slang này, rồi idioms gọi là siêu hay luôn. Và mình thấy rất thích hợp cho kỹ năng speaking. Và đó cũng là lý do tại sao mình quyết định lựa chọn cái nguồn này để luyện speaking. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách mình luyện như thế nào. Bước đầu tiên, đương nhiên bạn phải mở sách ra trước và đọc nó. Và trong quá trình đọc, bạn sẽ phát hiện ra bạn sẽ gặp những cái cụm từ cực hay. Ví dụ ở cái trang này mình có gạch đỏ trước cái cụm từ mình thấy rất là hay, đọc là I can't stand. Và sau khi mình tra xong, mình phát hiện nghĩa của nó là khi bạn không thích cái gì đó tới mức mà mình không thể chịu được, mình sẽ nói là I can't stand cái gì đó. Bước thứ hai, đó chính là mình sẽ take note. Mình sẽ viết vào một cái tờ note nhớ của mình. Cái tờ note trang trí đẹp đẹp một tí để mình có cái cảm xúc để mình học, đúng không mọi người? Đó, và bước cuối cùng là cái bước rất là quan trọng, theo mình thấy là cái bước quan trọng nhất. Nếu mà tất cả mà chỉ ở trên giấy hoặc là trong đầu mình, đặc biệt về kỹ năng speaking á, như thế là không được trọn vẹn. Mình phải thực sự, mình phải nói được nó ra thì đó mới là của mình. Các bạn cùng xem cách mà mình làm như thế nào nhé. Hello, xin chào mọi người. Cách mình làm rất là đơn giản thôi. Mình sử dụng tất cả những cái cụm mà mình viết được trong cái vở note của mình vừa nãy đấy, trong mình sử dụng trực tiếp trong cái tình huống giao tiếp hàng ngày của mình luôn. Ví dụ cái cụm từ I can't stand vừa nãy thì mình cố tình cầm cái một cái áo này mình trở vào nó rất là hôi chẳng hạn, mình sẽ cầm và mình ngửi, mình sẽ nói oh man, I cannot stand the smell of this shirt. Let's get out of here. Đó thôi các bạn, chỉ có vậy thôi. Mình sử dụng tất cả những cái cụm mà mình sử dụng trong mình note trong cái vở của mình và sử dụng trong giao tiếp thực tế hàng ngày. Bao nhiêu cụm, bấy nhiêu cụm mình note, mình phải nói trực tiếp ra. Cứ như vậy dần dần từ vựng mọi người sẽ càng ngày càng tăng, và cái trình nói của mọi người chắc chắn sẽ tăng lên. Kiên trì nha mọi người nhá. Ok lắm. Cheers.